trời mưa đường trơn này, đang để xe phọc đang kéo cái máy ủi trên núi lên núi các bạn, đang thì nhờ con xe nhờ máy xúc cho đấy một người bạn, trời mưa dốc rất là thấp luôn nhưng mà nó gây ra tình trạng chân trần, đang nhờ con máy xúc 140 đó đẩy lên các bạn, không có đẩy được không. Đang làm việc các bạn. Đây con máy gạt đi làm ba các bạn. Trời đang mưa khá là nặng hạt, không to nhưng mà rất là dày hạt các bạn.